Dạ vâng, shop Hoàng Anh Sunbay xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe an toàn để các bác. Chúc các bác ngày mới vui vẻ tốt lành. Đặc biệt là các bác đam mê cái bộ môn gác bìm bịp, thì cái nội dung video giới thiệu sản phẩm này thì em cũng gửi tới các bác hai cái mẫu mẹt để bẫy bìm bịp. Thì bác nào mà xem được cái video này mà cần cho mình hai cái mẫu mẹt này thì hãy để lại số điện thoại hoặc comment bên dưới video. Bên nhà em sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp. Còn các bác nào mà muốn xem hàng trực tiếp thì hãy kết bạn với cái số Zalo là 0971425733 để được xem hàng trực tiếp các bác nhá. Thì sau đây em sẽ đi giới thiệu chi tiết về hai cái mẫu mẹt này để các bác cùng theo dõi. Thì cái mẫu bên trái này là cái mẫu mẹt một mặt các bác nhá. Mẫu này thì các bác cũng có thể là sử dụng đa năng, có thể là vừa đánh được ở trên cây mà cũng vừa đánh ở dưới đất thì cũng rất là ok các bác nhá. Thì cái mẫu này ngoài đánh bìm bìm ra thì các bác có thể đánh những con chim săn cỡ nhỏ và có thể là đánh những con gà rừng. Khi các bác mua hàng bên em thì bên em sẽ tặng cho các bác những cái giọ đựng mồi để các bác để vào giữa này để bẫy những con bìm bìm gà rừng hoặc là những con chim săn các bác nhá. Thì toàn bộ những cái lan to nhà em thì làm bằng inox 201, và những cái lan bé thì đã được bên nhà em buộc dây dù và nhỏ keo. Còn những lan to thì bên nhà em đã hàn toàn bộ các bác nhá, hàn toàn bộ. Thì về cái phần lò xo của nó ấy, lò xo thì được tạo từ thép AC, một cái loại thép chịu lực kẹp thì nó rất là mạnh các bác nhá, lực kẹp rất là mạnh. Còn cái cầu tử thì bên nhà em đã độ bằng cái sợi, những cái sợi dây cáp điện các bác nhá, có màu đen như thế này. Còn phần lưới thì lưới nhà em là làm lưới là lưới dù siêu dai siêu bền các bác nhá, lưới mắt 5 phân và sợi là 0.25, sợi là 0.25. Cái mẹt này là mẹt đa năng các bác nhá. Mẹt này vừa đánh dưới đất và vừa đánh được ở trên cây. Thì sau đây em sẽ đi thử test cho các bác xem cái độ nhạy của cái mẹt một mặt này như thế nào các bác nhá. Khi mà các bác đánh thì các bác có thể là điều chỉnh được cái cầu tử nó lông hay sâu là do tùy mình các bác nhá. Còn sau đây em sẽ thử độ nhạy của nó. Đấy các bác biết là độ nhạy thì là rất là nhạy rồi. Và lực kẹp thì rất là mạnh nha các bác nhá. Khi mà cái mẹt lưới này á, nó bị sập lại thì nó sẽ có một cái móc giữ như thế này các bác nhá. Cái móc giữ như thế này. Khi móc giữ như thế này thì đảm bảo cho con bìm bịp hoặc những con chim săn sẽ không rút được ra ngoài các bác nhá, không rút được ra ngoài. Nên là rất là đảm bảo. Thì lưới thì toàn bộ lưới là bên nhà em là vào lưới bằng tay. Còn những cái về phần đáy lưới ấy, thì đã được thắt chống rút các bác nhá. Được thắt chống rút và được nhỏ keo như thế này. Các bác nhìn rõ trên màn hình. Cái với trọng lượng của cái mẹt này nó chỉ hơn 2 cân một chút thôi, rất là nhẹ. Khi mà các bác đi đánh ở những địa điểm xa thì các bác có thể gập lại nhé, gập lại cũng rất là gọn, gập lại bỏ vào ba lô và bỏ vào những cái quân tư trang cùng với quân tư trang của mình thì cũng rất là gọn các bác nhá. Thì cái mẫu mẹt thứ hai là cái mẫu mẹt hai mặt cũng chuyên để dành đánh những con bìm bìm nhá. Với mẫu mẹt này thì các bác có thể là đánh được ở dưới đất và cũng có thể đánh ở trên treo cây được các bác nhá. Treo cây thì cái mẫu mẹt này thì cái chất liệu mà bên nhà em làm là inox 304 các bác nhá. Inox này là inox không hút lâm châm. Thì đã được bên nhà em đã sơn một lớp sơn tĩnh điện các bác nhá. Sơn một lớp sơn tĩnh điện đảm bảo cho độ ngụy trang nó được hoàn hảo nhất các bác nhá. Về phần cầu tử này thì bên nhà em đã độ bằng những cái cây mây các bác nhá. Những cái cây mây. Những lan to thì bên nhà em cũng hàn thủ công. Còn những cái lan bé thì bên nhà em cũng buộc dây dù và được nhỏ keo. Như các bác thấy đấy ạ, khi mà em bóp những cái lan này thì lan nó sẽ không bị xô nhá. Thì các bác nhìn thấy rất là chắc chắn, không bị xô. Còn về cái móc của nó thì cái mẫu này bên nhà em sẽ làm cái móc rời. Móc rời thì khi mà em đóng hàng hoặc là khi các bác di chuyển đến những địa điểm xa thì các bác có thể tháo ra và bỏ vào trong những cái ba lô thì rất là gọn, rất là tiện các bác nhá. Rất là gọn, rất là tiện. Thì về cái phần lưới á, lưới của cái mẹt này thì là lưới sợi 0.25, mắt thì mắt 5 phân. Với cái kích thước 5 phân này thì những cái con bìm bịp hoặc những con chim săn hoặc là những con gà mà các bác đánh thì không thể lọt được qua những cái lưới này đâu các bác nhá. Lưới thì là lưới dù siêu bền. Thì sau đây em cũng test cái độ nhạy của cái cầu tử này để các bác cùng theo dõi nhá. Cái cầu tử này thì các bác cũng có thể là chỉnh được độ lông độ sâu tùy ý các bác nhá. Và khi mà các bác mua cái sản phẩm mẹt một mặt hay mẹt hai mặt, bên nhà em cũng tặng các bác những cái giọ đựng mồi các bác nhá để các bác đánh được hiệu quả hơn. Thì sau đây em sẽ test cái độ nhạy của cái cầu tử cho các bác cùng theo dõi. Đấy, lực phật thì rất là mạnh và cũng khi mà sập xuống thì nó sẽ được giữ bởi một cái móc như thế này các bác nhá. Một cái móc này gọi là móc chống rúc nha các bác nhá. Móc này móc chống rúc. Thì một cái video ngắn em giới thiệu về hai cái mẫu mẹt một mặt và hai mặt đánh đa năng, đánh vừa đánh được dưới đất và vừa đánh được ở trên cây. Bác nào mà xem được cái video này mà cần cho mình những cái mẫu mẹt này thì hãy để lại số điện thoại
hoặc comment bên dưới video, bên nhà em sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp. Còn bác nào mà muốn xem hàng trực tiếp ấy, thì hãy kết bạn với cái số Zalo là 0971425733 để được tư vấn trực tiếp và được chốt đơn trực tiếp các bác nhé. Thì một cái video ngắn em giới thiệu hai cái mô men này đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.